Hello mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Việt Hip Hop. Hôm nay, để đổi gió một chút, thay vì nói về phần âm nhạc, chúng ta sẽ tìm hiểu về phần hình ảnh nha. Và cụ thể, bìa album The Off Season của J. Cole đã được thực hiện như thế nào và mang ý nghĩa gì là chủ đề của video ngày hôm nay. Dành cho những ai chưa biết thì The Off Season là album phòng thu thứ 6 trong sự nghiệp của rapper J. Cole. Nó được phát hành vào ngày 14 tháng 5 năm 2021 bởi ba hãng thu âm có tiếng ở thị trường nhạc hip hop Mỹ là Dreamville Records, Roc Nation và Interscope Records. Album này gồm 12 bài và J. Cole cũng đã có hợp tác với một số rapper khác bao gồm 21 Savage, Lil Baby, Bass và Moray. The Off Season được xem là một màn trở lại của Jermaine Cole sau khi anh tạm nghỉ ra mắt album vào năm 2019 và 2020. Giờ thì chúng ta vào vấn đề chính của video thôi. Trước tiên, chúng ta phải nói về ý nghĩa của The Off Season. Trong thể thao, Off Season là khoảng thời gian nghỉ của các tuyển thủ sau khi kết thúc một mùa giải và chuẩn bị cho sự khởi tranh của mùa giải tiếp theo. Đây là lúc để họ cải thiện kỹ năng, thể lực, hoàn thiện các chiến thuật thi đấu để gặt hái được nhiều thành tựu nhất có thể cho mùa giải tiếp theo. Và đó cũng là lúc mà điều kỳ dị xuất hiện, thậm chí có cả nỗi đau, những thương tích và đủ thứ tồi tệ khác. Đó là những gì mà J. Cole đã chia sẻ với Slam, một tạp chí bóng rổ mà anh đã từng có lần chụp ảnh bìa cho họ. Giờ thì hãy cùng mình giải nghĩa bìa album The Off Season nha. Đây không phải là lần đầu tiên mà bìa album hay artwork sản phẩm âm nhạc của J. Cole xuất hiện hình ảnh của bộ môn bóng rổ, một môn thể thao mà Cole rất yêu thích. Nếu bạn là fan cứng của J. Cole, thì hãy cùng xem lại artwork của hai mixtape The Warm Up, Friday Night Lights và album debut Cold World The Sideline Story ra mắt năm 2011. J. Cole đã thực hiện những artwork mang concept liên quan đến bóng rổ từ rất lâu rồi. Chỉ khác một điều là trước kia anh chưa bắt đầu để tóc dreadlock mà thôi. Vì vậy, với cả tên album và bìa album của The Off Season, chúng ta có thể cảm nhận được rõ ràng rằng J. Cole đang muốn kết thúc một thời đại trong sự nghiệp của anh và tiến đến những mục tiêu lớn hơn, xa hơn nữa. Ảnh bìa của album ban đầu được lấy cảm hứng từ một bức ảnh khác của cầu thủ bóng rổ nổi tiếng LeBron James ở giải đấu Olympics năm 2012. Đoạn phim ngắn mà Puma hợp tác cùng J. Cole cũng được lấy cảm hứng từ màn thể hiện xuất sắc của LeBron James. Tuy nhiên, cuối cùng, nhóm lại quyết định làm rõ hơn ý nghĩa của tên album, tức The Off Season, bằng cách tập trung vào những nền tảng. Họ muốn tinh thần Off Season được thể hiện rõ theo đúng nghĩa đen. Felton Brown, giám đốc sáng tạo của Dreamville Records và đồng thời cũng là người đảm nhiệm phần sản xuất chiếc bìa album của The Off Season cho biết, nhiệm vụ của họ là phải giữ được chủ đề về thể thao trong bìa album, nhưng nó phải khác hoàn toàn so với những gì mà họ từng làm trong các album trước kia. Felton Brown đã chia sẻ với tạp chí Complex trong một lần phỏng vấn rằng bản chính thức của chiếc bìa album này được hoàn thành chỉ 2 tuần trước khi chính thức công bố ra mắt album. Chiếc bìa album này cũng được hỗ trợ rất nhiều bởi Justin Francis, cameraman chính của dự án. Để có được tấm bìa album này, Felton Brown, Justin Francis cùng với J. Cole và đội ngũ của anh đã phải phác thảo rất nhiều bố cục khác nhau. Sau đó, họ quyết định thực hiện nó với bố cục là J. Cole đứng phía bên phải của chiếc cột bóng rổ đang bốc cháy. Địa điểm mà họ đã chọn để chụp lại khoảnh khắc này chính là ở Bắc Carolina, nơi mà J. Cole đã lớn lên. Nhưng để tìm được một khu vực thực sự thích hợp là một thử thách rất lớn. Francis chia sẻ, nếu chúng tôi cứ đi thẳng vào một khu vực nào đó, nói với chủ sở hữu rằng chúng tôi muốn chụp một bộ ảnh bìa ở đây, chúng tôi sẽ không thể cho anh biết album đó là album gì, nghệ sĩ đó là ai, và chúng tôi có thể sẽ phải đốt cái gì đó. Thật sự thì mấy ai sẽ đồng ý với lời đề nghị như vậy chứ? Francis và Brown đã phải đi qua rất nhiều khu vực và trong quá trình đó, họ đã bỏ qua địa điểm trong bìa album. Phải qua rất nhiều vòng lựa chọn và sàng lọc, họ mới quyết định quay trở lại bãi giữ xe nơi mà J. Cole chụp bộ ảnh bìa chính thức. Giải thích cho điều đó, Francis nói, khi tôi lái xe qua địa điểm đó vào buổi sáng, tôi kiểu, cái gì đây? Mình sẽ làm cái gì ở cái bãi giữ xe này? Làm sao thuyết phục được J. Cole rằng đây là địa điểm thích hợp? Và điều đó thử thách chúng tôi rất nhiều. Trong quá trình thực hiện, Francis đã dùng một chiếc camera có giá 50.000 đô, tức là hơn 1 tỷ Việt Nam đồng, để thực hiện quá trình chụp tấm ảnh bìa album The Off Season. Thế nhưng trong quá trình thực hiện, họ đã gặp nhiều thử thách và phải thử rất nhiều lần để có được tấm ảnh như mong muốn.
Còn Proud thì phải mường tượng trong đầu tấm hình mà họ đang thực hiện một cách rõ ràng nhất để vừa có được một tấm bìa album đẹp mà vừa phù hợp với chiếc album đó. Khi sử dụng lửa cho bìa album, đội ngũ lại gặp phải một nhân vật rắc rối không kém đi kèm, đó là khói. Để điều chỉnh khói làm sao cho đúng với ý tưởng, bố cục, màu sắc, ánh sáng của bìa album là một thử thách cực kỳ to lớn. Suy cho cùng thì ai có thể định hình được khói chứ? Khi thời điểm camera được set up đã tới, J. Cole đã đưa ra một quyết định khiến cả quá trình làm việc trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đó là anh gợi ý cho mọi người tắt hết đèn đi. Về việc này, Francis chia sẻ, J. Cole là một kiểu nghệ sĩ muốn được xem chúng tôi làm việc. Anh ấy không thích kiểu chụp một đống ảnh rồi xem lại sau. Anh ấy muốn được trở thành một phần của công việc. Nên khi tấm ảnh cuối cùng được chọn, tôi có thể cảm thấy rõ ràng rằng đó là tấm ảnh mà J. Cole thật sự muốn. Anh ấy rất tự tin khi nói rằng tấm ảnh này đây rồi. Nhìn sơ qua tổng thể thì bạn sẽ thấy được hình ảnh J. Cole đang rất bình tĩnh, vẻ mặt có phần hờ hững, trái ngược với hình ảnh chiếc cột bóng rổ đang bốc cháy, tượng trưng cho sự trưởng thành, sự cống hiến và bền bỉ của anh dành cho rap game. Nghe có vẻ đơn giản về mặt ý nghĩa đúng không? Nhưng nếu bạn nhìn lại toàn bộ sự nghiệp của J. Cole, bạn sẽ thấy đó là một bước chuyển mình rất lớn. Từ khi anh debut đến khi anh trở thành một trong những vị vua mới của rap game, anh đã kinh qua không biết bao nhiêu thăng trầm trong âm nhạc và ngành công nghiệp này. Cũng có lúc anh đã thông báo rằng The Offseason sẽ là album cuối cùng. Nhưng với những gì đang diễn ra, chúng ta có thể hiểu rằng The Offseason chỉ là album cuối cùng của một thời kỳ mà thôi. J. Cole sẽ còn tiếp tục với âm nhạc. Và đó là tất tần tật những điều thú vị đằng sau bìa album The Offseason của J. Cole mà Việt Hip Hop muốn chia sẻ với các bạn. Hãy cứ thoải mái để lại bình luận về bài nhạc mà bạn cảm thấy ấn tượng nhất trong album trên. Bạn cũng có thể chia sẻ về những thông tin thú vị khác mà bạn phát hiện được từ The Offseason. Đừng quên theo dõi Việt Hip Hop trên các nền tảng khác và hãy bấm like nếu bạn thích video này. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Peace out.